Rồi, chào anh em đã quay trở lại nha. Thì hôm nay thì em lại tiếp tục lên cái series các cái dòng máy khoan, máy vít dùng pin. Thì cuối năm rồi thì cũng bán sale thanh lý cho anh em nha. Thì anh em nào có nhu cầu sử dụng ấy thì liên hệ em nha. Số điện thoại bên em là 0799166386. Đó, hôm nay thì có rất là nhiều hãng ở đây này. Đó, có Black Decker này, Panasonic này, Hikoki này, Skill này, rồi Makita, Migoki, Hiti cũng có luôn nha anh em. Đó, rồi có cả máy bơm nốt này. Thì đầu tiên thì em sẽ giới thiệu sơ qua như vậy thôi. Thì anh em mua hàng thì chắc là đã biết hình thức bên em rồi. Thì với cái đơn hàng trên triệu thì anh em chuyển khoản em bao ship nha. Còn ship COD thì anh em vui lòng cọc trách nhiệm cho em một chút, tối thiểu 100k rồi. Thì em sẽ giới thiệu dần dần. Đó, một cái máy khoan nhỏ gọn đi cho anh em dùng DIY gia đình này, hoặc là xài công trình cũng được nha. Dòng này thì của Black Decker. Nó có vòng tua là 550 vòng trên phút và có sử dụng pin là 10,8V nha anh em. Đó, pin này là pin 10,8V này. Nhưng mà cái điều đặc biệt ở cái con này đó, nó là nó sử dụng sạc bằng điện thoại nha anh em. Đây, pin thì pin ni-ông đang báo là hai vạch này. Đó, quả pin thì có thể tháo rời ra như này, nó dẹp dẹp nhìn giống như cái box sạc dự phòng vậy đó, rất là đẹp luôn. Thì với cái quả pin này thì anh em có thể dùng nó để cắm xuất nguồn ra sạc cho điện thoại được luôn nha anh em. Đó, xuất nguồn ra sạc được cho điện thoại, và ngoài ra thì anh em có thể dùng cục sạc của điện thoại đây, sạc chui dẹp chân Samsung Nokia ngày trước ạ, anh em cắm vào sạc cho nó được luôn nha, rất là tiện. Còn này thì em không có sạc zin, nó chỉ sử dụng cái sạc chui như này thôi. Còn ngõ bên này là ngõ USB lấy nguồn ra 5V này. Biết sau thì có bao pin, pin này thì em đã đóng lại rồi. Đó, pin zin của nó là 1.5A thì em cũng đóng lại là 1.5A cell LG. Đó, LG vàng. Đây. Con này thì điều tốc này cực kỳ mượt nha anh em. Đảo chiều cũng khá là khỏe, dành cho anh em DIY sử dụng xài gia đình, hoặc anh em sửa chữa đồ điện tử cần cây máy khoan nó gọn nhẹ đấy. Cây này thì cả pin nó chưa đến 1 kg đâu, nên là anh em thao tác dùng những cái việc nhà rất là tiện luôn. Đầu kẹp thì đầu kẹp Outlock 10mm nha. Kẹp Outlock thì anh em kẹp sau đó thì vặn ngược chiều kim hồ này, nó sẽ khóa cứng này. Đó, anh em vặn ở đây, đầu này nó có hai ngấn thì anh em một tay giữ một tay vặn đây thì nó sẽ kẹp cứng mũi khoan này. Đó, các cái cấp trượt này, con này thì nó có 10 cấp trượt và 1 cấp khoan. Đó, 10 cấp trượt để anh em vặn vít này, nó có ký hiệu trên đây là vặn vít này, vặn vít thao nắp thiết bị đó, và 1 cấp khoan. Đó, khoan thì nó sẽ chạy hết công suất động cơ, còn cấp trượt thì các cái mức lực nó sẽ tăng dần từ 1 đến 10 để cho anh em vặn vít tháo nắp đồ điện tử này nó rất là tiện nha, hoặc là tháo nắp dàn nhựa áo xe máy đồ linh tinh sửa chữa đồ điện trong nhà, anh em để các cái cấp trượt này thì siết nó sẽ không bị tuông vít nha. Đó. Rồi đây, bộ này thì bán cho anh em thân máy kèm với pin. Nó thân máy kèm với pin là giá là 650.000 nha, 650.000 thân máy kèm pin. Giá rẻ như mấy bãi luôn, nhưng mà hàng bên em thì tất cả đều vệ sinh sạch sẽ rồi, bao sống nha anh em. Đó, ngoại hình này còn cực kỳ đẹp luôn. Đó. Con này nó có mã là BCCDD12U. Đó. Rất là dài dòng 12U, chức năng pin này 12V đó. Đó, nét trở sáng hay nằm ở dưới đây, chiếu chéo lên. Zin full anh em nhé. 650.000. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là một cây cũng Black Decker đi, có mấy cây mài khuôn này. Đây. Em có về thêm mấy cái cây máy mài khuôn nha. Máy mài khuôn của Black Decker, ngoại hình này còn rất là đẹp luôn, giống như bên đấy họ chưa qua sử dụng nha anh em. Em lựa những cái cây đẹp nhất á, tem mác đầy đủ luôn, không chảy xước tem mác nha. Đầu kẹp cốt 3mm này. Thì anh em chế cháo mài khuôn DIY các kiểu thì chắc là hay dùng đến cái dòng này. Này nó có một cái nút nguồn nằm đây nha. Đó, còn anh em muốn chỉnh tốc tua này, con này có 5 cấp tốc độ này. 5 cấp tốc độ thì anh em chỉnh ở núm phía sau đây. Cái núm này là núm vặn này, núm vặn chỉnh 5 cấp. Đó, số 4, số 5, chạy cực kỳ êm nha anh em. Con này zin nguyên bản, nó xài pin ni-ông. Pin ni-ông của con này là 8V4, nó sạc đầy 8V4, pin 8V đấy, 2S, có 2 cell pin ở trong đây. Đó, vòng tua là từ 3.500 vòng đến 29.500 vòng trên phút. Đây là cái tem thông số của nó. Con này thì nó sản xuất Hecho and China, sản xuất tại China rồi. Black Decker, chính hãng Black Decker nha, thương hiệu Mỹ anh em nhé. Black Decker là một thương hiệu của Mỹ, còn nhà máy thì nó chuyển sang China thì nó ghi là Make in China. Còn nhà máy mai mốt nó chuyển sang Việt Nam thì nó sẽ là Make in Việt Nam.
Còn phía trước đây là nó có một cái khóa cốt này để anh em kẹp và giữ thay nắp mũi này. Đó, cái máy khuôn thì anh em sử dụng thì biết rồi đấy. Đó, kẹp cốt 3 mm. Còn đây là nút nguồn, còn đây nó là một cái rắc sạc nha. Con này nó cũng sử dụng sạc điện thoại này, rắc sạc này. Đó, anh em về lấy cổng sạc điện thoại, cấp nguồn sạc điện thoại 5V cắm vào đây là xài thôi, là sạc cho nó được luôn. Pin của nó là 8V nhưng mà trong này nó có mạch kích đấy. Đó, con này thì 650.000. Đó, 650.000 một thân máy nha anh em. Về anh em tự lấy trang bị sạc thêm nha. Đó, cổng sạc điện thoại 650.000 một con. Thì em còn mấy con đây. Đó, đây con nữa này, 650.000 một con. Anh em mua cả thì cứ liên hệ số điện thoại 0799 166 356 em bớt thêm cho một chút. Còn mẹ thì 650.000 một con. Đây. Tiếp theo là một cây máy bơm này. Đó, máy bơm, bơm trực tiếp, bơm xe hơi, bơm ô tô các kiểu nha. Hoặc anh em sử dụng xài gia đình, bơm xe máy đó. Con này thì zin nguyên bản hiệu Daihit. Đó, hàng bãi nha. Nó cũng sản xuất tại China, xuất Nhật thôi. Nhưng mà không thấy có tem thông số gì ở ngoài cả. Nó chỉ có cái hiệu này thôi. Vòi này thì tháo rời nha. Ví dụ như anh em muốn mua cái vòi dài hơn thì tìm trên Shopee đấy, nó giống thì về anh em chế, anh em thay vào này nọ thì cái đó thì ấy, còn nguyên bản nó còn vòi zin của nó đây. Đó, vòi zin tháo rời, anh em không thích có thể tháo ra cất đi này. Đầu vặn vào van xe máy, van ô tô. Con này thì đặc biệt là nó có chỉnh áp nha anh em. Đây, có một cái nút nguồn, nút giờ đây là nút nguồn này, anh em bật lên. Bật lên thì anh em chỉnh áp này, có 3 đơn vị này. 3 rồi kilopascal đó, rồi kilogram cm khối PSI và 4 đơn vị chứ. Đó thì tùy anh em lựa chọn nha, áp bao nhiêu ký thì nó sẽ tự động ngắt. Đó, sau khi anh em set trên đây, anh em bơm đến cái mức áp đó thì nó sẽ tự động ngắt nha, rất là tiện luôn. Đó, anh em có thể đo được hơi ở trong bánh nó còn bao nhiêu đó, thì anh em canh rồi bơm cho nó chuẩn chính xác luôn. Rất là chính xác nha anh em, cực kỳ tiện này. Sau đó thì anh em bóp cò nhả ra là nó bơm thôi. Phía trước là có hai cái bóng nét cực kỳ sáng này. Đây là cái nút khóa cò nha. Đó, khi ông không sử dụng anh em gạt qua thì nó sẽ khóa cò. Nhiều khi anh em bỏ trong giỏ đấy, nó kẹt cò thì nó không có chạy máy nữa thì nó không bị hết pin rồi này nọ nha. Đó, có bao pin trên này luôn, bao pin này. Đó, màn hình nét có màu. Rồi, anh em nào bơm xe máy hay là bơm nốt ô tô này nọ đấy thì con này nó sản xuất ra chuyên bơm nốt ô tô, có rắc sạc adapter này thì em bán cái này kèm sạc adapter cho anh em luôn. Đó, thân máy kèm pin zin nha. Pin zin nó nằm tích hợp trong này luôn. Con này nó pin 12V thì có sạc adapter 12V 6 này. Đi kèm máy pin sạc. Đó. Thì cái này thì giá là 550 đi. 550 nha anh em, 550 cái con này. Con bơm nốt đó chỉ có 550 thôi, sống. Pin zin còn cầm tốt nha. Còn anh em muốn trâu bò hơn thì về tháo ra đóng binh lại, đó thì tùy anh em nhé. Tiếp theo cũng là một con nữa này. Đây, một con máy cắt rung. Máy cắt rung có hiệu là TCN004JD. Cái này thì cũng hàng China xuất Nhật thôi. Bên này này, Make in China TN004. Có vòng tua là 5.000 đến 16.000 vòng trên phút. Cắt rung mà không biết là vòng tua là gì nhưng mà trên này nó rung chứ không có quay nha anh em. Quay nó quay động cơ phía trong này thôi. Đó, con này có điều tốc này, điều tốc 6 số. Đó, gạt công tắc này, nó chạy thôi. Đó. Anh em muốn mạnh, muốn nhẹ gì thì gạt lên nha. Đó, thì em test sơ sơ thế thôi. Còn anh em nào cần test chi tiết thì em sẽ gửi qua Zalo. Đây, con này thì sử dụng pin 14V4 pin ion nha anh em. 1,5A pin này cũng pin zin thì lại có bao pin này. Đó, pin zin sống có bao pin, sạc zin luôn. Sạc zin con này điện 100V. Đây, sạc zin của nó đây nhá. Cái này hiệu của nó là Enervabo gì đó, Enervario. Enervario sạc này thì hình như là lên điện 220 được. Thì cái nào lên điện được thì em sẽ hỗ trợ lên điện cho anh em free nha. Đó, anh em mua máy mà cái nào điện 100V mà lên điện 220 được thì em sẽ lên sẵn cho anh em luôn. 14V4, máy pin sạc. Bộ này thì thanh lý cho anh em là 700k nha. Máy pin kèm sạc nha. Pin này pin ion này, cầm tốt nha anh em. Đó, cái này thì có một cái miếng mút rung luôn, mút rung sẵn theo nha. Còn anh em mà không xài cái này thì có thể tháo ra và gắn những cái lưỡi cắt rung thông thường khác. Đó, mút rung này thì để anh em chà nhám đánh bóng này nọ đó, rất là tiện. Anh em mua cái miếng nhám dán về dán lên đây thôi, nhám tam giác. 700k thôi, thanh lý cho anh em 650k đi, cái này để lâu quá rồi. 650k.
Rồi tiếp đến là một cây máy bắn ghim nha. Đây, một cây máy bắn ghim U của Boss có mã là PTK 3.6V này. Cây này thì em đã đóng pin rồi, cái này tem này nó hơi rớt ra này. Đó, nó ghi thông số là ghim U, ghim T gì đó không rõ nữa. Thì con này thì anh em bắn ghim vào gỗ hoặc là bắn bọc yên xe rồi mui nệm này nó thì rất là ok nha. Đó, trên này thì nó chỉnh núm này là nó chỉnh nông sâu này. Đó, chỉnh nông sâu khi mà anh em bắn vào bề mặt nha. Chỉnh nông sâu độ mạnh yếu nén lò xo trong này để bắn nông sâu rồi đó. Đó, pin thì em đã đóng lên ni-ông. Pin đóng ni-ông một cell nha. Đó, 3V6 mà con này 3V6. Con này thì nó sản xuất tại đâu đây? Toàn là chữ Nhật thôi, chắc là sản xuất tại Nhật. Ngoại hình còn khá là đẹp. Chạy full. Đó, cái này thì em bán thân máy kèm pin sạc nha, pin sạc adapter, có sạc adapter. Tại vì pin em đã đóng lên rồi, nguyên bản con này nó là pin nickel, nhưng mà pin nickel thì giờ không ai dùng nữa rồi, dùng sang adapter. Đây. Muốn bắn thử cái cho anh em xem này. Đó, bắn ghim này. Ngập đẹp luôn nha anh em. Còn anh em chỉnh nông sâu thì bắn cái núm này nha. Tiếp theo này. Đó, hết pin rồi. Đó. Này thì bán cho anh em con này. Giá là 600k nha, 600k con bắn ghim này. Đó, quả pin này thì em đóng em bỏ lâu quá rồi, bữa em bắn cái thùng loa ạ. Gắn này e căng thùng loa nên là bỏ lâu quá chưa sạc. Thì em sẽ sạc rồi test qua Zalo cho anh em xem kỹ chi tiết ở phần Zalo nha. Nhưng video thì nói sơ sơ thế thôi. Đây, có nét trợ sáng nữa này. Đó, 600k bộ bắn ghim U. Rồi, tiếp đến. Tiếp đến là bộ vít bộ khoan đi. Đây, có một bộ khoan của Black Decker nữa. Đó, bộ khoan này thì có nguyên thùng luôn nha anh em. Nguyên thùng. Cái nào có bộ em bán theo bộ nha. Về được cái nào thì em bán về bộ, bán bộ, về đầy đủ pin sạc, bán đầy đủ pin sạc. Đó, một thùng như này, một máy. Một máy 2 pin và một sạc zin nha, sạc zin điện 100V này, một máy 2 pin, sạc zin điện 100V. Pin zin này là 1.5A thì phải, đó, 1.3A, pin zin là 1.3A nha anh em, hai quả pin zin sống luôn. Máy, pin zin, kèm sạc zin, điện 100V. Thì bộ này thì để cho anh em giá là 1.3 triệu nha, 1.3 triệu, một máy 2 pin, một sạc zin điện 100V, có thùng đựng luôn. Đó, 1.3 triệu. Con này thì nó có hai chức năng này, chức năng bắt vít và chức năng khoan. Đó, chức năng khoan và chức năng bắn vít này, bên này là chức năng khoan này. Để anh em để chức năng khoan thì tua nó sẽ nhanh hơn. Đó, có cái đèn nét rất là đẹp, bao pin trên thân máy luôn. Đầu kẹp autolock 10mm này. Đó, còn chuyển sang bên này, anh em ấn sang bên này là chức năng bắn vít nha. Bắn vít thì nó có ngắt lạc điện tử, có công nghệ là auto sensi đấy. Đó, công nghệ auto sensi rất là xịn sò luôn. Đó, chỉ có hàng Black Decker xuất Nhật nó mới có hay sao đó. Còn Black Decker Việt Nam không biết có con này không, em không rõ nha. Pin zin NIO 1.3A. Đó, có nét trẻ sáng này. Con này thì em chưa vệ sinh, nhìn nó hơi như thế này thôi, nhưng mà thực tế anh em vệ sinh đi thì rất là đẹp nha. Ngoại hình rất là đẹp, anh em sử dụng sưu tầm này nọ thì khá là ok luôn. Đó, vệ sinh đi thì anh em sưu tầm cực kỳ ngon nha. Động cơ có chổi than 18V. Con này nó có mã là AUT001, nó có chức năng auto sensi đó. Chức năng auto sensi này là khi mà đây, em sẽ mở cái đầu kẹp vít ra cho anh em xem. Auto sensi có nghĩa là khi anh em sử dụng chức năng bắt vít có cấp trượt này, đó, thì nó sẽ không trượt giống như những cái cây khoan bình thường khác, mà là nó sẽ ngắt lực, tự cảm nhận cái mức lực và nó tự động ngắt nha. Ví dụ như anh em siết những con vít nhẹ, vít nhựa nhẹ nhàng ấy thì nó sẽ tự động ngắt lực với những con vít nhựa. Đó, anh em mà cần siết mạnh hơn thì ví dụ như đây, anh em siết con vít này, sau khi động cơ nó ngắt lực nó dừng rồi. Đó, dừng rồi ấy, thì nó sẽ ngắt lực đi rồi ấy, thì ở cấp lực thấp nhất, sau đó thì anh em mà muốn bắt được con vít nó vào tải nặng hơn thì anh em lại nhả cò ra, sau đó thì lại bóp cò lần nữa thì nó sẽ siết vít mạnh hơn một chút xíu nữa. Đó là công nghệ auto sensi trên cái cây này. Vậy thôi, em giới thiệu sơ sơ vậy thôi, còn anh em nào mà cần chi tiết thì vào Zalo nha. Còn đây thì em cầm tay ấy. Cầm tay thì nó không thực tế lắm, nhưng mà bắt vào con vít cơ thì nó mới ra mức lực thực tế. Đó, nó là tiện. Còn bên này là phím chỉnh nha. Đó, chỉnh chức năng thì nó là chỉnh bằng phím báo pin này. Đó,
hai pin zin sống luôn, sạc zin điện 100V. Sạc này không biết có lên điện 220 được không thì em sẽ kiểm tra. Nếu mà lên được thì hỗ trợ anh em lên, không có thì anh em cứ để zin 100V, sạc qua biến áp nha. Đó. Combo 1.3 triệu. Một máy hai pin một sạc. Anh em chốt mã nào ấy thì cứ nhắn tin. Cần video tiếp cụ thể thì liên hệ qua Zalo nha. Cái khóa nó hơi bị hư rồi. Cái thùng thì còn nhưng mà nó hư cái khóa. Đó, cây này thì nó có thùng nên là ngoại hình nó còn rất là đẹp. Rồi, tiếp đến. Tiếp đến là một bộ máy bắn vít gấp đi. Đây, có con máy bắn vít gấp của Hitachi này. Máy bắn vít gấp của Hitachi bình thường thì anh em hay thấy Makita đúng không? Nhưng mà bên thị trường Nhật thì nó có thêm thương hiệu Hitachi. Có thêm Hitachi nữa. Hitachi thì dùng cũng rất là ngon. Đây là bộ máy bắn vít gấp của Hitachi nha anh em. Đó, con này thì sử dụng pin 7V2. Có mã là VWH7DN này, vòng tua là 0 đến 2400 vòng trên phút, tua khá là cao luôn. Sử dụng pin TC 7.2V. 7.2 là pin 8V4 đấy, sạc đầy là 8V4 nha. Con này sản xuất tại China, xuất nhập. Đó, pin cắm này, pin zin còn cầm nha anh em. Pin zin còn cầm, còn anh em muốn đi công trình mà xài ngon lành ấy thì đóng lại pin. Còn sạc zin thì toàn bộ sạc hàng Nhật nên nó đều điện zin 100V cả. Có một số dòng thì sẽ lên điện 220 được, còn con này chắc là lên điện được ấy, thì lên được thì em sẽ lên luôn cho anh em. Đó, bộ một máy một pin kèm sạc zin, giá con này là 1.3 triệu nha anh em. 1.3 triệu, một máy một pin là sạc zin. Nó hết pin rồi. Đây, máy pin sạc zin 1.3 triệu. Chắc nóng chân pin gì đó. Thì con này máy pin sạc zin 1.3 triệu. À, nó nóng chân pin anh em. Dòng này thì có điều tốc nha anh em. Có điều tốc, có búa này. Đó, tẩm vít dài, hàng bãi Nhật thì đa phần ngậm vít dài. Đó, búa khá là ngon luôn, nó giống như Makita 7V2 của Makita đấy, con TD021-022. Có búa có thắng, nhưng mà cò thì nó điều tốc nằm ở đây. Anh em thao tác bóp cò nó sẽ dễ dàng hơn so với Makita. Đó, anh em muốn gập lại thì gập lại như này. Đảo chiều ngay với vị trí đây luôn, rất là tiện nha, tiện hơn Makita rất là nhiều. Còn Makita thì anh em gạt qua gạt lại nó hơi khó thao tác. Đó, búa cực kỳ ngon luôn, có nét tựa sáng này. Đảo chiều này, có thắng luôn nha, đầy đủ, nét thắng đầy đủ. Giá 1.3 triệu, một máy một pin một sạc zin. Đó, pin zin sống, còn cầm. Đó, anh em làm việc trên cao hay là anh em làm điện lạnh đấy, hoặc làm thợ điện cần cây vít nhỏ gọn đấy thì có thể tham khảo cái mẫu vít gập đó nha. Đây, đây có một cái mỏ hàn chì của Milwaukee này. Đó, mỏ hàn chì đến từ thương hiệu Milwaukee nha anh em. Đó, mỏ hàn chì này thì bán thân máy cho anh em đang sử dụng pin M12 của Milwaukee nha. Mỏ hàn chì này có mã là mã Mỹ là 2488-20 này. 2488-20, mỏ hàn chì dùng pin. Con này thì nó sử dụng ti sứ rất là nóng luôn. Đây. Ti sứ cực kỳ nóng nha. Đó. Sau khi anh em bóp cò, nó nháy đèn một lúc. Nóng khá là nhanh luôn, chưa đến 10 giây đâu là nó sẽ nóng rồi. Đó. Đèn này nó nháy chớp một tí là nó nóng nha, nóng bốc khói nha anh em. Là anh em hàn được. Còn mà khi không dùng đến thì anh em gạt cái cò này xuống. Vậy thôi. Để cho nó nguội rồi mới cất vào giỏ nha, không có là nó cháy giỏ. Trên mỏ hàn này rất là nóng, cái sứ nóng rất là nhanh. Đó, mỏ hàn chì này thì bán thân máy cho anh em, thân máy là 850.000 một cái thân mỏ hàn chì này nha. Anh em có nhu cầu thì liên hệ nha. Rồi, tiếp đến nè. Lắp vào luôn, để làm gì? Còn đây,
Đây là một bộ máy bắt fit của Panasonic, có mã là EZ7270 nha anh em. Đó, con này thì Making Java, động cơ không thể than. Đó, con này có chỉnh đường điện tử 3 cấp nha. Con này thì em bán bộ một máy một pin kèm sạc zin điện 100V này. Sạc Panasonic này thì không có nền điện được nên là bán zin cho anh em dùng qua biến áp ổn áp nha. Đó, sạc này sản xuất tại China, thân máy với pin pin này thì nó cũng sản xuất tại Nhật Bản luôn, pin sản xuất tại Nhật. Đó, thân máy sản xuất tại Nhật luôn, Made in Japan này, EZ7270. Dòng này thì siêu bền anh em nhé, có búa lực nó rơi vào tầm 170 160 Newton trên mét đấy. Đó, có nét trợ sáng. Đó, máy pin sạc zin. Bộ này bán cho anh em giá là 1 triệu 3. Đó, một máy một pin kèm sạc zin giá 1 triệu 3 nha. Đó, cái này thì anh em xài công trình bắt vít tôn, vít gỗ cứng các kiểu luôn, pin zin còn cầm tốt nha anh em. Pin zin nó sử dụng cell của Panasonic nên là cầm rất là trâu và cực kỳ bền luôn. Đó, này nó thiếu con ốc bắt ra này, em sẽ kiếm con ốc em gắn vào cho anh em để gắn dưới cái móc. Đó, cái móc nó bị rơi. Đầu tròn ngậm vít dài, không dơ nắp nha anh em. Đó, rất là cứng luôn, có dơ nắp nhẹ chút xíu thôi, còn anh em nào khó tính quá thì bó tay. Đó, tại vì dòng chuyên bắt vít cầm tay thì nó thường thường nó có độ dơ nắp nhất định, có một số hãng thì khi mà bán ra mới nó cũng đã dơ nắp rồi. Đó, còn cái này thì nó chấp nhận được qua sử dụng mà. Đó, máy pin sạc giá 1 triệu 3 nha. Đây, tiếp đến. Tiếp đến là một cái thân máy khoan Miyuki, than khoan của Hiti. Cây này thì có mã là SF6HA22 này, con này nó bị bắn đinh một cái ngay chỗ này này. Đó, anh em đang sử dụng hệ pin 22V của Hilti thì tham khảo cái mẫu này nha, SF6HA22. Đó, bên này thì rất là đẹp, còn bên này nó bắn đinh ngay cho số 6 này. Đó, có công nghệ ATC nha, ATC là chức năng chống bận cổ tay bảo vệ người dùng. Con này thì bữa trước bán thân máy chiều mấy đó, nhưng mà nay thì của một thân máy thì cũng bán thanh lý cho anh em rẻ luôn. Đó, 10 năm cấp trượt, một cấp khoan, một cấp khoan búa. Thân máy này giá 1 triệu 2 nha, 1 triệu 2. Anh em đã có pin sạc của Hilti thì tham khảo mua thân máy. Đây, sẽ gài quả pin test thử cho anh em xem này. Đó, con này thì này quả pin hết pin này rồi, nó không chạy. Đó, có công nghệ ATC, quả pin của em nó hết pin rồi. Thì anh em cần test thì em sẽ test sau, của bên này hết pin rồi, để lâu quá. Đó, thân máy giá 1 triệu 2 nha anh em. Đó, 10 năm cấp trượt, 1 cấp khoan, 1 cấp khoan búa. Và con này thì có ngắt lực điện tử luôn nha anh em. Đầu kẹp Autolock 13mm, dòng này dòng có than, 4 chổi than, nên là khoan rất là khỏe luôn. Có ATC. Đó, chỉ bị bắn đinh một cái chỗ này thôi, không ảnh hưởng nha, vẫn ở ngay cho cái phần này, ngay phần chuyển này. Đó, chuyển nhanh chậm này, nó không ảnh hưởng, ngạt đọt ngay khe. Nó không có trúng rô nha. Thân máy 1 triệu 2. Rồi, còn đây. Đây là cây khoan Makita, khoan 3 chức năng của Makita, không thổi than nha. Con này có mã là HP470, HP470, 3 chức năng. 16 cấp trượt, 1 cấp khoan và 1 cấp khoan búa. Đầu thì dơ nhẹ nha. Có dơ chứ không phải là không dơ. Đó, dơ nhẹ. Qua sử dụng mà, thường thường 3 chức năng qua sử dụng thì nó hay dơ. Đó, ngoại hình này cao su liền nạc này, cao su mất một miếng ở đây, mất miếng phía trước, có báo pin trên thân máy luôn. Đầu kẹp ở lớp 13mm, một cấp bắt vít, 16 cấp trượt, một cấp khoan, một cấp khoan búa, hai cấp khoan nhanh chậm. Con này thì cấp chậm là 0 đến 400 vòng, cấp nhanh là 1550 vòng, 14.4. Đó, cấp trượt này. Khoan, khoan búa các kiểu luôn, full chức năng, đầu hơi dơ. Đầu có dơ, thân máy. Cho anh em đã có pin sạc, pin 14.4. Thân máy con này thì 1 triệu 4.
Đó, thân máy giá 1 triệu tư nha anh em, không chổi than, 14 phân tư. Rồi, tiếp theo là một cây TP. Đó, một cây Magita TP14 1D. Cái này bốn chức năng nha anh em. Bốn chức năng. Có chức năng bắt vít, có ngăn đằng điện tử này, chức năng khoan thường này. Khoan thường anh em quan sát con gỗ, khoan búa. Và chức năng bắt vít có búa nha, để anh em bắt vít tôn, vít gỗ cứng các kiểu đấy. Thì con này thì nó động cơ không chổi than, đó anh em sử dụng xài gia đình chỉ cần một con này thôi, nó kiêm đa năng được, vừa khoan vừa bắt vít, rồi vừa khoan tường, khoan có búa, khoan không búa các kiểu. Đấy. Còn bắt vít có búa thì đây, đó, bắt vít có búa thì anh em bắt vít tôn, bắt vít gỗ các kiểu, vô tư nha. Và anh em lưu ý là khi sử dụng cái dòng đa năng này thì không mở bu nông được nha anh em, cơ cấu nhông này nó giống như cơ cấu cây khoan đó, nên là không có hỗ trợ mở bu nông được, chỉ khoan bắt vít thôi đó. Còn về bắt vít ngắt đường điện tử thì nó có 9 cấp ngắt đường điện tử này đó, thì anh em nào mà từng xài rồi thì biết rồi, nó 9 cấp ngắt đường điện tử đây anh em, chỉnh bằng phím ở dưới đây. Còn khoan thường thì nó giống như khoan hai chức năng không có búa đó, để anh em quan sát con gỗ này, chỉnh được hai cấp khoan nhanh chậm này. Rồi chức năng khoan búa thì nó giống như một cây khoan ba chức năng đầu kẹp thông thường ấy, thì nó sẽ có búa rộng đó, búa rộng thì anh em sẽ khoan tường. Con này full nha anh em, thân máy. Rồi, bán cho anh em thân máy giá 1,6 triệu, thân máy full zin giá 1,6 triệu, 18V. Ngoại hình này màu đen còn rất là đẹp nha anh em, đang sưu tầm và tìm kiếm màu đen này thì sở hữu nha. Bình thường thì màu xanh thôi, cái này thì màu đen còn khá đẹp. Cái này em chưa có tô lại đâu nha. Đó, anh em mà muốn đẹp thì phải tô chứ Makita này cho nó đều nét. Rồi tiếp đến, đó tiếp đến là một bộ máy bắt vít của Hilti SID 2-A12 nha, động cơ không chổi than. Con này thì phù hợp với anh em làm việc trên cao, thích gọn nhẹ đó, cần một cây chuyên vít có búa gọn nhẹ thì tham khảo mẫu này nha. Hai cái bóng nét rất là sáng luôn, pin zin 2.6A đó, seal đẹp nha anh em, bao cầm luôn. Nhưng mà nó này bị hư cái mạch nét báo pin ở đây rồi nên là không có báo pin nha. Sạc zin, con này thì sạc zin này, sạc thì nó bị nứt chỗ này đó, nứt vỏ như này em đã dán lại rồi, bo mạch không ảnh hưởng nha. Thì sạc zin này đó, điện 100V này đó, thân máy kèm pin sạc zin điện 100V này, bán cho anh em giá là 2 triệu nha. Anh em thích Hilti thì mua cái này nha. Bình thường cái sạc này thì nhiều anh em khác bán sống thì giá 600 cái sạc rồi, trong quả pin nữa, quả pin thì sống chắc cũng phải 600 nữa là 1,2 triệu rồi đó. Cái này thì em bán combo 2 triệu giá cho anh em về dùng nha. Nếu anh em nào đam mê Hilti 12V thì sở hữu bộ này. Rồi, tiếp đến là một bộ máy khoan của Skill. Đây, một bộ máy khoan của Skill nha. Cây này thì còn cực đẹp luôn. Máy pin sạc có hộp luôn nha anh em. Máy pin sạc có hộp luôn. Đó, cái này thì máy như mới. Skill 12V, động cơ không chổi than. 12V nhưng mà con này nó lại sử dụng đầu kẹp ở góc 13mm nha. Kẹp cực kỳ ngon luôn. Đó, Skill 17 cấp trượt này, một cấp khoan, hai cấp khoan nhanh chậm. Đó, vòng tua con này thì 0 đến 450 vòng trên phút đối với cấp chậm, và cấp nhanh là 0 đến 1.700 vòng trên phút. Đó, tua khá là cao luôn. Anh em sử dụng xài gia đình hay là nhỏ đó thì dùng con này thì hết bài nha. Đầu kẹp 13. Đó, khoan quét các kiểu rất là mạnh luôn nha. Đó, cái mẫu Skill này thì lực cực mạnh luôn. Động cơ không chổi than, 12V, pin 12V này. Báo pin phía sau. Đó. Chân pin này, Skill. Một máy 2 pin 1 sạc giá anh em là 1,6 triệu nha, một máy 2 pin 1 sạc giá 1,6 triệu. Đó, có hộp nhựa. Cái này con này thì đựng trong hộp giấy. Pin thì pin zin 2.0A. Pin máy pin sạc như mới luôn. Đây, sạc của nó đây, em lấy cái sạc cho anh em dễ hình dung. Đó. Một máy 2 pin 1 sạc giá 1,6 triệu, cực kỳ tốt luôn. Đó, anh em sử dụng xài gia đình, khoan khoét các kiểu. Anh em khoan từng gạch thì mua cái mũi khoan đa năng về gắn vô nha. Mũi khoan đa năng thì những cái gây khoan hai chức năng này nó cũng khoan được từng gạch này. Cái này thì nó rất là khỏe. Đó, 12V nhưng mà rất là khỏe nha. Một máy 2 pin zin, đó, pin zin 2.0A này. Một sạc giá 1,6 triệu. Rồi, tiếp đến là một bộ chuyên vít này.
Đó, bộ chuyên vít của Hikoki. Bộ chuyên vít của Hikoki. Con này thì bán bộ một máy, một pin, một sạc zin nha anh em. Hikoki có búa. Lực con này khá là khỏe. Đó, dòng chuyên vít 12V nhưng mà lực con này nó rơi vào tầm 140 Newton trên mét. Máy pin sạc zin. Sạc này thì điện nên sẵn điện 220 nha, nên sẵn điện 220 cho anh em, sạc zin Hikoki luôn. Một máy một pin zin 2.5 này, pin zin 2.5 cầm tốt nha. Đó, con này thì có búa, có chỉnh lực điện tử. Đó, chỉnh lực hai cấp này, cấp chậm này, cấp nhanh, rồi cấp bắt đi tự động nha anh em. Có nét chợ sáng ở đây. Có nét chợ sáng. Nét này thì không có tắt được. Anh em chỉ chỉnh lực ở đây được thôi. Đó, khi bóp còi nó sẽ tự động sáng. Anh em mà thích nhỏ gọn làm việc trên cao, ngoài cái mẫu Hilti thì có thể tham khảo mẫu này nha. Búa khá là khỏe luôn. Nét thì siêu sáng. Cực kỳ nhỏ gọn, rất là ít hao pin. Báo là VH12DD này. Sản xuất tại China, vòng tua là 0 đến 3.200 vòng trên phút, đó, điều tốc trên cò. Bộ này thì giá là 2 triệu nha, một máy một pin, kèm sạc zin, giá là 2 triệu, pin zin 2.5A. 2.5A này là xeo Samsung 25R hay sao đó. Đây nữa, đây có một bộ khoan nữa này. Đó, một bộ khoan, khoan 3 chức năng, con này cũng zin full luôn. Đó, Hikoki, có mã là DV12DD này. Vòng tua là 0 đến 440 vòng trên phút và cấp nhanh là 0 đến 1.700 vòng trên phút luôn. Nhỏ mà tua khá là cao. Đó. Motor, e-motor không trổi than. Khoan thì không có chỉnh lực nha anh em, điều tốc trên cò thôi. Pin zin 2.5A, có mẫu pin luôn. Đó. Này thì em cũng bán bộ một máy, một pin, một sạc. Cái này thì giá là 2 triệu 2. Đó, bộ này thì 2 triệu 2 nha. Thì hôm nay thì có nhiêu đây sản phẩm thôi. Thì bán cho anh em nào có nhu cầu sử dụng ấy thì liên hệ số điện thoại 0799166386. Chúc anh em thật là nhiều sức khỏe nha. Đấy, cuối năm mọi việc đều thành công thuận lợi nha. Đó. Con này thì có 20 cấp trường, một cấp khoan, một cấp con búa. Rồi, anh em nào quan tâm thì liên hệ em nha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video.